Thế Anh và Mỹ Anh xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình chiều nay sẽ có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong khi cắm sạc điện thoại. Các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý. Bệnh méo miệng liệt mặt có nguy hiểm? Câu trả lời sẽ có trong một phóng sự của chương trình. Cảnh báo tìm việc làm qua mạng xã hội. Cùng nhặt rác làm sạch môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động nhằm hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5 tháng 6. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng thiếu hụt mưa ở Bắc Bộ đã và đang diễn biến thật sự nghiêm trọng. Trên biểu đồ, tổng lượng mưa từ tháng 1 đến tháng 5 thể hiện một gam màu đỏ rực, biểu thị trạng thái thiếu hụt mưa so với trung bình nhiều năm. Trong đó tháng 5 là tháng giao mùa, nhưng tổng lượng mưa nhiều trạm thiếu hụt đến 60-90%, lập kỷ lục thấp nhất trong lịch sử so với số liệu tháng 5 cùng kỳ. Nắng nhiều, nhiệt độ đã lập cực trị. Dự kiến tháng 6 sẽ thiếu hụt mưa so với trung bình nhiều năm ở Bắc Bộ, từ 200-250mm. Trạng thái chủ đạo vẫn là nắng và nóng, đồng nghĩa với khả năng có thể thiếu hụt mưa so với trung bình nhiều năm. Dự báo các đợt mưa có thể xuất hiện từ nửa cuối của tháng 6, song vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng nào cho thấy khả năng có trận mưa thật sự dài hạn. Liên quan đến hoạt động đăng kiểm xe ô tô, ngay trong ngày hôm qua, thời điểm thông tư 08 về việc tự động giãn chu kỳ kiểm định đối với xe ô tô gia đình có hiệu lực, đã có 3,6 triệu lượt người dân tra cứu xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định, gấp 2,57 lần so với con số 1,4 triệu xe thuộc diện được tự động giãn chu kỳ kiểm định. Trong hai ngày 3 và 4 tháng 6, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tải lên hệ thống 6.435 bản giấy xác nhận thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định của các phương tiện có hạn kiểm định thuộc diện được tự động giãn chu kỳ kiểm định. Tuy nhiên, do lượng truy cập tra cứu quá lớn đã khiến trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam nhiều lần bị quá tải. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo để tra cứu, chủ xe nên trực tiếp vào link https://vr.org.vn và chỉ tra cứu khi phương tiện gần hết hạn kiểm định. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể chị NTH, 42 tuổi, ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An. Người phụ nữ cào giác, loài nhuyễn thể có vỏ hai mảnh, họ hàng với sò nghêu để mưu sinh, nhưng không ai bị đuối nước tử vong. Mới đây, chị H đi cào giác trên sông Bình Bá ở xã An Bình Tây, huyện Tuy An. Sau đó, chị bị sụp hố sâu dưới sông nên mất tích. Gia đình và lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm. Đến sáng nay mới vớt được thi thể chị H. Chị H có chồng và hai con, gia đình thuộc diện khó khăn của địa phương. Hàng ngày chị đi cào giác trên sông Bình Bá để kiếm tiền mưu sinh. Tin từ Ủy ban Nhân dân xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai 7 tuổi bị điện giật tử vong khi cắm sạc điện thoại. Các bậc phụ huynh cần hết sức lưu tâm khi đưa điện thoại cho con nhỏ sử dụng. Trước đó, một bé trai 7 tuổi trú tại thôn Tân Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành đang sử dụng điện thoại trên giường thì điện thoại hết pin. Sau đó bé trai dùng sạc để sạc pin. Tuy nhiên trong quá trình sạc đã không may bị điện giật và nằm bất động trên giường. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa bé trai đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên cháu bé đã không qua khỏi. Tiếp nhận sự việc, công an huyện Thạch Thành đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Hiện nay, tình trạng người gặp phải triệu chứng méo miệng và liệt mặt khá phổ biến. Bệnh này nếu không được điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, khả năng giao tiếp của người bệnh mà còn để lại nhiều biến chứng không thể xem thường. Vậy thì tình trạng này có thể chữa được không? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Nhiều người phát hiện mình bị méo miệng, méo mặt đột ngột sau một đêm ngủ dậy. Khi thăm khám kỹ sẽ thấy bệnh nhân có các triệu chứng sau: hoạt động cười nói khó khăn, khuôn mặt mất cân đối với một bên liệt trông như mặt nạ, các nếp tự nhiên như nếp nhăn, rãnh mũi, má bị mờ hoặc mất đi, miệng và nhân trung méo về một bên lành. Đặc biệt, khi quan sát thấy mắt bên liệt nhắm không kín do liệt cơ khép phồng mi và nhãn cầu bị đẩy lên lộ một phần lòng trắng. Người bệnh còn có thể có cảm giác tê một bên mắt,
mất vị giác ở 2/3 trước lưỡi, khô mắt do không tiết nước mắt hoặc tăng tiết nước mắt làm nước mắt chảy giàn giụa. Các bệnh này nếu không phát hiện và điều trị sớm sẽ để lại di chứng về thẩm mỹ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Thực tế ta nhận thấy cái chuyện mà méo mặt hay méo miệng á, cái tần suất xảy ra cũng khá là thường, đặc biệt ở những người lớn tuổi hay làm việc trong môi trường không thuận lợi hay là bị stress. Tuy nhiên khi người ta nghiên cứu, ta nhận thấy nó có hai cái loại nhóm nguyên nhân như sau. Nhóm nguyên nhân thứ nhất ta gọi là nhóm nguyên nhân trung ương, tức là những cái người này người ta bị méo mặt méo miệng nhưng do tổn thương cái dây thần kinh mà bắt nó xuất phát từ trong cái não bộ chúng ta, hay khác đi, trong hợp này người ta gọi đó là bị đột quỵ hay là do thiếu máu não. Một cái nhóm nguyên nhân thứ hai, người ta nhận thấy cái vùng não mà chi phối dây thần kinh này đó là nó không có tổn thương gì hết á, mà do gì nó tổn thương cái vùng dây thần kinh ngoại biên, tức là cái vùng mặt và vùng miệng đó. Và đó là do người ta nhận thấy đó, do cái dây thần kinh số 7 nó bị tổn thương. Dây thần kinh số 7 là hỗn hợp dây thần kinh bao gồm nhiều chức năng có liên quan đến cảm giác, vị giác và vận động. Liệt dây thần kinh số 7 là bệnh lý mô tả tình trạng bị chèn ép và viêm nhiễm ở đây. Méo mặt đột ngột có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng dễ gặp hơn ở một số đối tượng nguy cơ sau. Người thường xuyên thức khuya, tinh thần, thể chất mệt mỏi khiến thần kinh căng thẳng và sức đề kháng kém. Người thể trạng yếu, ít luyện tập. Người có tiền sử hạ đường huyết, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường hoặc phụ nữ mang thai. Người lạm dụng rượu bia, chất kích thích. Nếu như cái nhóm nguyên nhân là nguyên nhân trung ương, tức là cái vùng não bộ đó nó bị là thiếu máu não nè, do bị đột quỵ, do nhồi máu não, tức là một cái vùng não ở bên trong bộ não chúng ta đó nó bị tổn thương là do khối u, do nhiễm trùng, do tắc mạch, do xơ vữa mạch máu, thì lúc này có thể nói rằng là khá là nguy hiểm, là bởi vì nó không những ảnh hưởng đến cái vùng bộ não mà chi phối dây thần kinh ở cái vùng mặt hay là vùng miệng chúng ta, mà nó còn có thể ảnh hưởng đến những cơ quan khác về lâu về dài. Cái nhóm thứ hai đó thì là chỉ tổn thương cái dây thần kinh số 7 ngoại biên thôi, tức là ở vùng mặt thôi, thì nó có thể nói rằng cái mức độ nguy hiểm cũng không phải rằng là lớn lắm. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải chú ý rằng là bởi vì đối với bệnh nhân thì không thể phân biệt đâu là nguyên nhân trung ương, nguyên nhân nào là nguyên nhân ngoại vi. Và cái thứ hai nữa đó là cho dù là không nguy hiểm về mặt sức khỏe, chưa nguy hiểm về mặt sức khỏe, nhưng có thể nói là ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ, ảnh hưởng về mặt giao tiếp. Thời gian vàng để người bệnh điều trị là trước 72 giờ sau khi phát hiện triệu chứng, nên việc đưa người bệnh tới cơ sở y tế trong thời gian vàng là rất quan trọng. Các trường hợp nhẹ, bệnh nhân có thể phục hồi sau 1 tháng hoặc phục hồi tốt sau 6 đến 9 tháng với các trường hợp nặng. Bệnh méo miệng, liệt mặt thường không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên nếu không được điều trị sớm sẽ dẫn đến nhiều biến chứng về vận động và thẩm mỹ. Do vậy, người bệnh cần phát hiện sớm khi bị méo miệng, liệt mặt và có các dấu hiệu nghi ngờ như một bên mặt bị cứng bất thường, soi gương thấy bị sệ xuống và méo miệng, mắt nhắm không kín thì cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và chẩn đoán sớm, tránh các biến chứng không đáng có. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ là những thông tin đáng chú ý sau. Cảnh báo tìm việc làm qua mạng xã hội. Cùng nhặt rác làm sạch môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bến Tre cho biết, trong lúc tuần tra trên tuyến sông Tiền thuộc thủy phận xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tang hai tàu sắt không biển số đang có hành vi khai thác cát trái phép. Tại thời điểm bị bắt quả tang, trên hai phương tiện có 5 đối tượng. Tiến hành đo đạc, tổng khối lượng cát trên hai tàu sắt là gần 90 mét khối. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi bơm hút cát trái phép. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục xử lý theo quy định. Công an huyện Cai Lậy vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành triệu tập làm việc với 18 đối tượng có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy. Bước đầu làm việc, các đối tượng khai đêm 1 tháng 6 trong lúc uống bia, Nguyễn Hồng Phúc, sinh năm 1996, cư trú xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, kể cho Lê Văn Chế Linh, sinh năm 1993 và Lê Minh Trước, sinh năm 1995, cùng cư trú xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, về việc Phúc và anh Đặng Hoàng Khang, sinh năm 1998, cư trú xã Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, có mâu thuẫn trong quá trình gặt đạp lúa và Khang nhiều lần hăm dọa đánh Phúc. Vì vậy, Phúc đã nhờ Linh và Trước đánh Khang.
Lúc này, trước gọi điện thoại cho Phan Chí Khanh, sinh năm 2004, cư trú xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy nhờ hỗ trợ. Khanh liền gọi điện cho Phan Phúc Khang, sinh năm 2007, cùng cư trú xã Phú Nhuận đi cùng. Sau khi chuẩn bị hung khí, bình xịt hơi cay, trước Linh, Khanh, Khang đi tìm Khang. Cùng đi có Bùi Tấn Thiệt, sinh năm 2007, cư trú xã Phú Tân, huyện Cai Lậy và một số đối tượng do Khang rủ theo. Cả nhóm đã dùng bình xịt hơi cay tấn công và dùng dao đâm anh Khang. Gây án xong, cả nhóm bỏ đi. Anh Khang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Qua điều tra, xác định Lê Minh Trước và Bùi Tấn Thiệt là người trực tiếp dùng dao đâm anh Khang gây thương tích dẫn đến tử vong. Công an huyện Cai Lậy đã tiến hành bắt tạm giữ 5 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Kháng, sinh năm 1987, trú tại xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, về các hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Kháng nảy sinh ý định mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền. Để thực hiện, Kháng lên mạng xã hội tìm, liên hệ, rồi cung cấp thông tin đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 3,8 triệu đồng. Sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên Trần Hữu Linh, Kháng đã liên hệ và nói dối với anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1980, trú tại huyện Phú Tân, có người cần vay tiền và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp. Tin tưởng Kháng nên Minh đã đồng ý cho vay tiền. Kháng làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi ký giả mạo chữ ký của Trần Hữu Linh và công chứng viên để thế chấp, vay Minh 400 triệu đồng và tiêu xài cá nhân hết. Sau nhiều lần đến hạn trả tiền, Minh đòi nhưng Kháng không chịu trả. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, Minh mang hồ sơ để sang tên thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên Trần Hữu Linh là giả. Sau đó hồ sơ vụ việc được chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Châu Phú điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Lấy danh nghĩa từng là giám đốc một công ty bất động sản có văn phòng tại Đà Nẵng, Lê Thị Thảo Nguyên, 29 tuổi, trú tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa đối tượng này ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, tháng 12 năm 2018, Nguyên được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên về bất động sản tại Quảng Ngãi. Nguyên tư vấn cho nhiều khách mua bất động sản và có trách nhiệm đôn đốc khách đóng tiền theo tiến độ hợp đồng. Tháng 10 năm 2020, công ty của Nguyên dừng hoạt động, nhưng Nguyên không nộp lại con dấu chi nhánh của công ty ở Quảng Ngãi theo yêu cầu. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021, do làm ăn thua lỗ, Nguyên đã đưa ra thông tin gian dối để yêu cầu khách hàng chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của hai khách hàng. Kết thúc phiên xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Thị Thảo Nguyên 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tìm việc làm là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhất là những người trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, không ít người đã trở thành nạn nhân của các đối tượng mua bán người, lừa đảo, khi nhận được lời mời chào, việc nhẹ, lương cao qua mạng xã hội. Do nhu cầu tìm việc làm, hai thanh niên đã tiếp cận thông tin tuyển dụng qua trang tuyển dụng khu công nghiệp trên mạng xã hội Facebook, tìm người làm việc cho một công ty chuyên về game tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Với những lời mời chào về một công việc nhẹ nhàng, thu nhập hấp dẫn, cả hai nạn nhân đã được hướng dẫn và đưa qua cửa khẩu sang Campuchia làm việc ở một sòng bạc, nhưng không được trả lương và yêu cầu trả số tiền hàng trăm triệu đồng nếu muốn trở về. Mới đây, một bé gái 13 tuổi trú tại tỉnh Lai Châu do đã nghỉ học nên có nhu cầu tìm việc làm. Sau khi làm quen với một số đối tượng qua Facebook, em được nhận vào làm phục vụ tại quán karaoke. Sau đó em muốn xin đi quán khác làm việc thì đã bị một số đối tượng cấu kết chuyển nhượng em cho một quán karaoke tại thành phố Bắc Cạn với số tiền 25 triệu đồng. Chúng tôi đã chủ động là lấy công tác phòng ngừa là công tác chính và chúng tôi đã tổ chức rất là nhiều buổi tuyên truyền cũng như là bổ sung các kiến thức về tội phạm sử dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Trước lời dụ dỗ rằng sang nước ngoài làm ăn với nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, sinh viên này đã bỏ học, giấu gia đình, người thân, vượt biên với hy vọng đổi đời. Sau hơn một tháng, gia đình em sống trong lo lắng, thấp thỏm, chỉ mong con trai lành lặn trở về. Đến khi dở mộng làm giàu, tỉnh ngộ, cũng là lúc đặt lên đôi vai người mẹ món nợ gần 100 triệu đồng khi gia đình phải vay mượn gửi tiền sang chuộc con về Việt Nam.
Một nạn nhân khác ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa trở về nhà sau khi gia đình phải bỏ số tiền chuộc gần 200 triệu đồng. Học xong lớp 12, nghe lời bạn rủ rê, em giấu gia đình sang Campuchia lao động trái phép. Hơn 6 tháng ở đây, em phải nếm trải biết bao cay đắng. Trên tay vẫn còn những vết sẹo do bị ngược đãi, hành hạ. Thời gian vừa qua, Công an Thừa Thiên Huế nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc con em, người thân của mình bị lừa ra nước ngoài làm việc. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã ghi nhận có 18 trường hợp xuất cảnh trái phép sang nước ngoài, chủ yếu là sang Campuchia. Trước đó, có 4 trường hợp có thông tin để nhận định là đã bị lừa đảo qua làm việc cho công ty nước ngoài và bị ngược đãi. Tìm việc làm là nhu cầu chính đáng của mọi người, nhất là với số lao động đến tuổi. Tuy nhiên, để phòng tránh rủi ro và nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, khi nhận được lời mời đi làm ăn xa, việc nhẹ, lương cao, cần hết sức bình tĩnh, suy xét. Thực tế cho thấy đó chính là một cái bẫy, bởi không một doanh nghiệp nào lại có thể trả lương hậu hĩnh cho những công việc nhàn hạ. Đặc biệt, đừng dễ tin vào những lời mời chào hấp dẫn trên mạng xã hội để tránh bị lừa. Người dân khi có nhu cầu đi lao động tại nước ngoài thì cần tìm hiểu cụ thể thông tin liên quan, nhất là tư cách pháp nhân của các đơn vị hay cá nhân nhận hồ sơ đưa người đi lao động. Người lao động cũng cần lưu ý, tất cả các công ty xuất khẩu lao động đều phải có chương trình đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động. Vì vậy, khi bắt gặp cá nhân, công ty nào đó hứa hẹn không cần đào tạo, đi nhanh, lương cao, thì cần hết sức cảnh giác. Mọi người cùng nhau trở thành người săn tìm rác, góp nhặt cho bản thân những kỹ năng mềm và trải nghiệm bảo vệ môi trường trong dịp hè. Đó là chương trình được mang tên Clean Up Việt Nam do Cộng đồng Xanh Việt Nam tổ chức. Và hôm nay thì chiến dịch nhặt rác đã được thực hiện trên 63 tỉnh thành với 150 điểm cầu, thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Ghi nhận tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn người đã cùng nhau tham gia hoạt động chào hè bằng một việc làm ý nghĩa là nhặt rác ở các tuyến đường. Để chuẩn bị cho chiến dịch nhặt rác, người săn tìm được trang bị bao tay giải, kẹp gấp rác, bao đựng rác. Đây là hoạt động hè thú vị không chỉ giúp mọi người cùng nhau gắn kết mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Đó là mình sẽ lan tỏa đến mọi người thân trong gia đình của mình. Về nhà thì mình sẽ phân loại rác. Cái điều mà mình muốn nhắn nhủ là mình ý thức hơn về cái việc không nên vứt rác ra ngoài ngoài. Mình để rác đúng theo quy định. Mình cảm thấy là nó được tiếp nối và mọi người đều chung tay hành động vì môi trường, và nhất là các bạn nhỏ. Các bạn đã tiếp thu và đã cùng hành động chung với mọi người. Mình chỉ hy vọng là được góp một sức nhỏ vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường và mong là mọi người sẽ ý thức hơn về vấn đề bảo vệ môi trường sống của mình. Số lượng tham gia thì nó bùng nổ trên cả nước, không chỉ nói riêng về thành phố Hồ Chí Minh mà trên cả nước luôn, là lên đến 40.000 tình nguyện viên để tham gia nhặt rác. Tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh thì chiến dịch Clean Up lần này đẩy mạnh về ý thức của người dân và những người tham gia. Mình rất là vui vì mình đã lan tỏa được đến cho các bậc phụ huynh để họ lan tỏa cho các thế hệ mai sau. Số lượng rác dự kiến tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh trong lần thu gom này có thể hơn 25 tấn. Toàn bộ số rác nhặt được sẽ được thu gom về các đơn vị hỗ trợ tái chế. Với khẩu hiệu nhặt rác cùng nhau dừng ra toàn cầu, chương trình Clean Up Việt Nam diễn ra nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.